Sáng 15 tháng 8, tàu hải quân Hoàng gia Canada Montreal đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8. Tàu hải quân Hoàng gia Canada Montreal là tàu khu trục lớp Halifax, được trang bị các loại vũ khí và cảm biến tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi hiện đại, bên cạnh các hệ thống phòng không mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa các hệ thống vũ khí và cảm biến này cùng với hệ thống kiểm soát thiệt hại và điều khiển máy móc hiện đại, giúp tàu có khả năng chiến đấu cao. Chuyến thăm của Tàu hải quân Hoàng gia Canada, Montreal, lần này chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Canada đối với quan hệ đối tác năng động với Việt Nam và cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói chung, và thể hiện rõ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng ngày càng tăng giữa Canada và Việt Nam. Thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh, tàu Canada sẽ thắt chặt quan hệ với các đối tác Việt Nam qua các hoạt động hợp tác quân sự và ngoại giao. Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia những hoạt động hỗ trợ cộng đồng và xây dựng quan hệ nhân dân như giao lưu với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm tham quan chợ Bến Thành, thăm hỗ trợ sơn và sửa chữa máy ấm.